Tiền dùng công ty tiền ảo giả mạo để xâm nhập Marcus. Tờ Fox cho biết tin tặc Triều Tiên đã tìm ra cách hoàn hảo tấn công hệ điều hành Marcus của Apple. Theo đó, nhóm tin tặc Lazarus Group đang tìm cách đột nhập vào máy Mac thông qua phần mềm tiền ảo giả mạo do công ty Bình Phong làm chủ. Nhà nghiên cứu bảo mật Jump Patrick Woodrow phụ trách an ninh Apple Mac cho biết, tin tặc lập công ty giả mạo với trang web trông như thật. Với trường hợp của Lazarus Group, nhóm này đã lập ra công ty Bình Phong GMT đình GMT Trading viết ứng dụng giao dịch tiền ảo nguồn mở rồi sau đó đẩy lên trang chia sẻ mã nguồn GitHub, ẩn sâu trong mã nguồn là phần mềm độc hại được tải về máy tính Apple Dick, cho phép kẻ tấn công có thể thực hiện bất cứ thao tác nào chúng muốn, đồ cho biết, tin tặc có thể thực thi lệnh từ xa, kiểm soát toàn diện hệ thống Marcus của nạn nhân. Tin tặc Triều Tiên được cho có nhiều kinh nghiệm với tiền ảo, một báo cáo đưa ra hồi tháng 8 cho biết Lazarus Group có thể đã kiếm được 2 tỷ đô la Mỹ nhờ tấn công vào các ngân hàng và công ty tiền ảo. Phương thức tấn công Marcos mới nhất của Lazarus Group tương tự với chiến dịch trước đây, được công ty bảo mật Kaspersky của Nga phát hiện tháng 8 năm 2018. Khi đó, một công ty bình phong có tên Selas LLC được tạo ra để thực hiện hành vi che giấu tương tự.